Thưa quý vị, dịch COVID-19 ảnh hưởng nhiều đến khía cạnh của cuộc sống, làm đình trệ mọi hoạt động, trong đó thì thể thao cũng ảnh hưởng đáng kể. Khi tất cả các giải đấu từ chuyên nghiệp đến phong trào đều phải tạm dừng hoạt động. Phải nói đến một sự kiện 4 năm chỉ có một lần cũng bị ảnh hưởng, đó là Đại hội Thể dục Thể thao các cấp. Theo đó, từ khi dịch được kiểm soát và trở lại với cuộc sống bình thường mới, thì các kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao ở các địa phương trong tỉnh đang diễn ra rất sôi nổi. Điển hình tại huyện Mộc Hóa, tính đến ngày 29 tháng 1, 2022, huyện đã hoàn thành 6 trên 14 môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ 9 năm 2022. Trong không khí hân hoan trở lại sau thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng với sự chuẩn bị chu đáo về chuyên môn, các vận động viên đã mang lại không khí đầy sôi nổi. Nhiều môn thi đấu được sự cổ vũ nồng nhiệt của các khán giả, mang lại không khí vui tươi, hào hứng, đón xuân Nhâm Dần 2022. Đại hội Thể dục Thể thao huyện Mộc Hóa được tổ chức từ ngày 13 tháng 1 đến hết ngày 24 tháng 2, 2022. Với sự tham gia của 12 đoàn vận động viên đến từ các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang và các xã, thị trấn. Cờ tướng là môn thi đấu đầu tiên của đại hội, được khai mạc vào ngày 13-14 tháng 1, 2022, với sự tham gia của 40 kỳ thủ, thi đấu theo thể thức hệ thủy sĩ 7 ván đấu trong 2 ngày. Đây là môn thi đấu được tổ chức thường xuyên trong các kỳ thi thể dục thể thao của huyện và được xem là môn thi đấu thế mạnh của các vận động viên trung niên. Riêng môn cờ vua có sự tham gia của nhiều vận động viên nữ, lứa tuổi, thiếu niên. Cờ vua được thi đấu theo hệ thủy sĩ 5 ván. Qua một ngày thi đấu căng thẳng, cũng đã tuyển chọn ra được những vận động viên xuất sắc, chuẩn bị cho kỳ Đại hội Thể dục Thể thao cấp trên. Mặc dù điều kiện sân thi đấu còn hạn chế, môn đá cầu và cầu lông cũng được tổ chức thi đấu thành công với 5 nội dung thi đấu là đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Các vận động viên đã có sự tập luyện và chuẩn bị chu đáo về chuyên môn, thi đấu nhiệt tình với tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết, được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và người xem. Các đoàn cũng như là ban tổ chức là chuẩn bị chu đáo, thứ nhất là về con người, thứ hai là trong tập luyện, thứ ba nữa là ban tổ chức chuẩn bị sân bãi chu đáo. Các vận động viên thì tham gia tích cực, nhiệt tình để đạt thứ hạng cao trong các cái môn thi đấu thể dục thể thao mà huyện tổ chức. Còn lại các môn trong thi đấu thì đoàn cũng hy vọng cũng như là vận động anh em, cũng như là cổ vũ tinh thần cho anh em là thi đấu hết mình để giành thêm nhiều cái tấm huy chương cũng như là các cái thứ hạng cao của các cái môn tiếp theo. Thầy Trần Minh Trung, hiệu phó trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Bình Phong Thành, vừa là vận động viên thi đấu môn đá cầu và cầu lông cho biết, ngay từ đầu năm, nhà trường đã có sự chuẩn bị tập luyện một số môn thế mạnh để có được thành tích cao tại đại hội. Hiện tại giờ thì nhà trường cũng đã tham gia các môn như là đá cầu nè, rồi ngày hôm nay là cầu lông. Thì ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì ngày hôm qua đá cầu thì có 2 giải nhất. Một giải nhất là đơn nữ và một giải nhất là đôi nữ và một giải ba đá cầu. Thì ngày hôm nay tính tới thời điểm này thì môn cầu lông thì đôi nam đã vào chung kết. Đối với cái phong trào rèn luyện thể dục thể thao thì tôi với góc độ là nhà quản lý và nhắn nhủ với các em học sinh rằng là chúng ta phải tham gia nhiều trò chơi và để rèn luyện sức khỏe và có thể giao lưu được với nhiều đồng nghiệp và nhiều bạn bè để thắt chặt tình đoàn kết và lúc đó có tinh thần nó tốt, sức khỏe tốt để các em học bài tốt hơn và sẽ có cái kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Bóng chuyền hơi là môn thi đấu mới lạ và được tổ chức thi đấu lần đầu tại huyện. Trước đó, các đội bóng được tập huấn về luật chơi và hướng dẫn kỹ thuật đánh bóng chuyền hơi đúng cách. Với sự chuẩn bị chu đáo về thể lực và kỹ năng, đội bóng chuyền hơi trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bình Phong Thành đã vô địch giải đấu với tỷ số vượt trội. Đại hội này thì đối với môn bóng chuyền hơi á, đây đặc biệt là một cái môn thể thao nó còn mới, nên là trường em cũng như là các đồng nghiệp của đội bạn em thấy là phải tập luyện nhiều. Nói chung là mọi người đã cố gắng trong tập luyện cũng như là trong thi đấu, với nhằm là mang lại thành tích cho đơn vị như nhà cũng giống như là phát triển phong trào thể thao của quận.
À, dạ thì đây là lần đầu tiên mà em tham dự đeo thể dục thể thao á, thì trường cũng gom đội lại và cũng tập luyện với nhau ở những buổi chiều á, tuy là tập sau cái giờ học cực nhưng mà rất là vui, và lần đầu tiên tham dự mà đạt được huy chương vàng thì em thật sự bây giờ em rất là vui. Dạ em mong rằng huyện mình như tỉnh mình sẽ có nhiều cái lần tổ chức những kỳ thi thể thao như thế để cho mọi người cùng luyện tập sức khỏe và tạo nên cái sự đoàn kết giữa các bạn học sinh cũng như là những công nhân viên chức cũng như là những tập thể cán bộ giáo viên ở huyện ở tỉnh được có cơ hội được cùng nhau gặp mặt với nhau. Đối với môn bóng đá luôn là môn thể thao được sự quan tâm và cổ vũ nhiệt tình nhất. Đội bóng ngành giáo dục và đào tạo lần đầu tham dự giải đấu đã có sự chuẩn bị tập luyện chuyên môn cũng như sắp xếp công tác chuyên môn tại trường. Thì đối với ngành giáo dục thì khi mà có kế hoạch triển khai đại hội dục thể thao của huyện thì ngành giáo dục cũng đã thông báo cho các đơn vị trường học và cũng lựa chọn các vận động viên để tham dự tất cả các môn thi của đại hội đề ra. Và trong quá trình chống dịch thì các thầy cô giáo cũng vừa tham gia giảng dạy và cũng có dành cái thời gian để tập luyện để tham gia tham dự các môn của đại hội thể thao, để giữ được tinh thần của các anh em là giao lưu học hỏi trong quá trình giảng dạy thì giao lưu chính thể tham gia quá trình nâng cao sự luyện sức khỏe để giữ công tác giảng dạy tốt hơn. Trong những năm gần đây, đơn vị xã Tân Thành và thị trấn Bình Phong Thạnh là hai đơn vị có thành tích thi đấu tốt nhất trong các kỳ tổ chức thể thao hàng năm tại huyện. Hai đội bóng đã cống hiến cho khán giả một trận chung kết hấp dẫn, đầy kịch tính, nhiều pha bóng đẹp với màn trực buổi tỷ số hấp dẫn. Chung cuộc tỷ số 5-3 nghiêng về thị trấn Bình Phong Thạnh và giành huy chương vàng của đại hội. Con hôm nay đến với giải đấu với tinh thần rất là vui. Con là vận động viên của trẻ tuổi nhất của Bình Phong Thạnh. Đây cũng là sân chơi bổ ích cho con trong cái phong trào thể dục thể thao của huyện. Qua giải đấu hôm nay, con muốn các nhà lãnh đạo tạo điều kiện để phát triển các phong trào thể thao của huyện mình thêm nhiều hơn. Tổ chức thành công 614 môn thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao huyện Mộc Hóa, tạo được không khí vui tươi, hứng khởi cho nhân dân, chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, các môn thi đấu còn lại của Đại hội Thể dục Thể thao huyện Mộc Hóa sẽ được tổ chức thành công, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, vận động toàn dân, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.